Nguyên tắc bảo vệ mắt khỏe mạnh mà chỉ có 5% người trên thế giới biết được điều này. Bạn đã biết nguyên tắc bảo vệ đôi mắt 20-20-2-20 dành cho những người thường xuyên tiếp xúc với màn hình máy tính hoặc điện thoại chưa? Đây là quy tắc của bác sĩ nhãn khoa người California Jeffrey Ansell. Khi làm việc trên máy tính liên tục khiến mắt của bạn quên chớp, tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều làm mắt căng thẳng và mệt mỏi. Nên hãy tham khảo nguyên tắc này để mắt của bạn có thể được thư giãn nhé. 20-20 tức là sau khi làm việc 20 phút, mắt chúng ta cần được nghỉ ngơi và nhìn xa trong vòng 20 giây. 20 giây là thời gian để mắt được nghỉ ngơi, giảm bớt căng thẳng và điều tiết lại độ ẩm cho mắt. Tiếp theo là 2-20 là sau khi tiếp xúc với màn hình máy tính 2 tiếng thì bạn cần dành ra từ 15 đến 20 phút nghỉ ngơi cho mắt. Trong thời gian này bạn nên uống nước, nhắm mắt lại từ 10 đến 20 giây, nhìn xa để mắt được thư giãn. Ngoài ra, kính hải chiều cũng tìm thấy được một số lời khuyên khác từ các chuyên gia dành cho những người thường xuyên làm việc với máy tính. Bạn nên chú ý đặt màn hình làm sao cho không bị phản chiếu ánh sáng, lau màn hình nếu màn hình bị bụi, dơ. Ánh sáng màn hình và ánh sáng đèn phòng không được quá tương phản nhau,